làm cuộc sống thêm tình thân ái thêm tươi đẹp hơn. Để yêu như Chúa yêu phải học Kinh Thánh thôi, nơi chỉ cho biết những điều cần thiết cho ta yêu người. Yêu người như Chúa yêu, không thù không oán ai, không hề chơi xấu ai bao giờ. Yêu người như Chúa yêu, không hề ghen ghét ai, không hề nói xấu ai. Lời Chúa, Luca chương 10 câu 25 đến 37. Suy niệm: tâm tình người thông luật. Thầy Giêsu kính mến, hôm nay sau khi gặp thầy, tôi trở về với tâm trạng nặng trĩu. Tôi đã suy nghĩ về câu chuyện thầy đã nêu ra cho tôi hiểu ai là người thân cận của tôi. Hình ảnh vị tư tế và thầy Lê Vi làm tôi phải suy nghĩ về chính hành động của tôi với tha nhân. Đôi lúc, tôi đã bước qua những mảnh đời bất hạnh mà tôi không ngoái lại nhìn. Có lẽ vì tôi sợ ô uế, sợ liên lụy bản thân. Hai người này chỉ quan tâm đến lý thuyết mà họ quên thực hành. Họ dửng dưng trước nỗi đau của người bị nạn. Nhìn lại tôi cũng giống như vậy. Tôi chỉ biết ngước lên nhìn Thiên Chúa và thờ phượng Ngài, sống theo lề luật mà không nhìn xuống với tha nhân, với những người thân cận đang cần đến tôi. Nhưng hôm nay, Thầy cho tôi được nhìn thấy tình thương của con người với nhau qua hình ảnh người Samari nhân hậu. Hành động của anh ta đã thức tỉnh cõi lòng còn ích kỷ của tôi. Não trạng đóng khung của tôi đang dần được mở ra. Qua dụ ngôn này, Thầy muốn mời gọi tôi mang lấy tình thương vô điều kiện. Tình thương không biên giới, tình thương không phân biệt đối tượng. Là yêu tất cả mọi người, không loại trừ một ai. Cho dù anh ta là một người Samari bị người Do Thái khinh miệt vì các tập tục tôn giáo khác, thế nhưng Thầy lại chứng tỏ cho tôi thấy quả tim của người Samari này thật tốt lành và quảng đại, và không giống vị tư tế hay thầy Lê Vi. Anh đã thực thi ý muốn của Thiên Chúa là đấng luôn muốn lòng nhân hơn của lễ toàn thiêu. Cũng vậy, hình ảnh người chủ quán trọ vô danh ấy đã thi hành nhiệm vụ cách cao cả. Tuy rằng bên ngoài người nhìn vào cho rằng ông ta làm vì tiền, nhưng tôi cảm nhận rằng ông làm vì lòng yêu mến, bằng tinh thần phục vụ. Ông đã đón nhận nạn nhân và chăm sóc anh như người thân. Nhìn lại tôi, đôi khi tôi cũng có thể hành xử như ông ta, hoàn thành nhiệm vụ của riêng mình với tinh thần phục vụ. Tôi có cơ hội, nhiều hay ít, trực tiếp hay gián tiếp, để giúp đỡ những người cần giúp. Nhưng đôi khi, vì lo sợ, sợ bị liên lụy, sợ điều này, điều kia, mà tôi không dám mở đôi tay ra để giúp đỡ những người gặp nạn. Thiên Chúa luôn muốn lòng nhân từ và không hề kết tội một ai. Người muốn lòng nhân từ chân thành bởi vì người nhân từ và có thể hiểu rất rõ sự khốn cùng của tôi. Hiểu những khó khăn của tôi cũng như hiểu rõ tội lỗi của tôi. Người đã ban cho tôi quả tim nhân hậu của người.
Người Samari cũng được như thế. Anh ta thật sự bắt chước lòng nhân từ của Thiên Chúa, lòng nhân từ dành cho những ai đang cần đến. Thầy Giêsu kính mến, dưới ánh sáng lời của Thầy, tôi đã cảm nhận được tình yêu dạt dào của Thiên Chúa dành cho từng người. Hôm nay, Thầy đã mở rộng tâm hồn để quan tâm đến những người bất hạnh. Thầy cũng đã khơi lên trong tâm trí tôi một tình yêu đại đồng và quảng đại. Xem mọi người đều là anh chị em và là con của cùng một cha trên trời. Tôi hy vọng những người trẻ luôn ý thức sống nhân chứng tin mừng để mọi người nhận biết Chúa qua những việc tốt lành của những người mang danh Kitô hữu là chúng ta. Lạy Thầy Giêsu, Thầy đã mời gọi chúng con hãy tin vào Thầy để được hưởng sự sống đời đời. Đó là niềm khao khát, ước mơ và là cùng đích của mỗi người chúng con. Thầy đã chịu chết trên thánh giá để ban cho chúng con sự sống ấy. Chúng con biết sự sống đời đời là do Thầy ban. Nhưng để đạt được sự sống ấy, đòi hỏi mọi người chúng con phải luôn trung thành sống đức tin. Xin Thầy cho chúng con biết thực thi lời Thầy dạy, dấn thân vì tha nhân và chết đi cho tình yêu, thì chúng con mới được sự sống mới, sự sống đời đời. Amen. Ân cần thăm